Em đi đây chị ơi. Chị Bảo. Dạ. Đi đâu rồi? Đi xem phim. Hôm nay hẹn nhau rồi, sắp đến giờ rồi. Thôi chị Bảo, để hôm khác đi xem đi, hôm nay ở nhà giúp chị. Hôm nay anh đi đến ăn cơm đấy. Chị làm sao đấy, em giúp chị cả tuần rồi, cuối tuần em phải được nghỉ đi chơi với bạn gái chứ. Thôi, hôm nay ở nhà nốt với chị đi. Thế thì bây giờ chị hẹn anh ý đến đây ăn cơm thì hai anh chị ngồi ăn cơm, em ở đây nữa làm gì? Ai chả biết là như thế. Thế bây giờ cậu phải biết là anh ấy đến ăn cơm, chị có biết uống rượu đâu. Mỗi em biết uống rượu thì em phải ở nhà tiếp rượu anh ấy giúp chị chứ. Nhưng mà hôm nay thứ bảy. Thôi đi, ở nhà giúp chị đi mà. Thôi được rồi, thế thì em nhắn tin lại cho cái Hương vậy, hẹn ngày mai vậy. Thế chứ thế thì mai chị phải mua vé xem phim với em. Không phải lo, người ta cho cả tiền uống trà sữa, cho cả tiền ăn bỏng ngô. Thế ông ấy đến đâu rồi? Đây để chị gọi, gọi từ nãy giờ. Rồi, nhắn xong rồi. Sao nhỉ? Sao? Sao từ nãy gọi 3 lần rồi mà cứ thuê bao không liên lạc được? Rồi, hiểu. Hiểu cái gì? Cái này người ta gọi là ngoài vùng phủ sóng mà trong vùng phủ chăn chị ạ. Chăn gối cái gì đừng luyên thuyên nhá. Em cũng là đàn ông em thừa biết rồi. Tại sao lại tắt máy như thế này? Chắc là anh ấy đi vào chỗ nào nó không có sóng chứ làm sao? Làm gì có cái chỗ nào không có sóng ở cái đất nước này? Đây ấy, là ông ấy đang có cái việc khác mà không muốn chị biết đấy. Đừng có vớ vẩn. Việc cái gì mà việc? Em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi. Yêu đương ở chọn mặt gửi vàng. Đừng có mà vồ vập vào. Tình cảm nó không thể nào mà vồ vập được. Chị... Ai vồ vập? Chị nhìn người yêu em không? Hả? Một lúc nó dùng đến 4 máy. Không được máy này thì gọi máy khác. Như thế mới là tình yêu. Như tối đến 8 giờ nó gọi điện. Nó để FaceTime cho em, để trên giường ngủ. Cứ nhìn nhau cho đến khi nào mà máy nó hết pin, sáng hôm sau đến cơ quan rồi mới sạc tiếp. Điên. Nó vì em nên nó có thể chết cũng được, chị tin. Này, đừng có mà xui dại con nhà người ta làm cái việc gì như thế nhá. Em không xui, nhưng mà ý em muốn nói cho chị thấy là mình tìm cái người nó phải chung thủy nhá. Riêng trong danh bạ điện thoại của nó chỉ có đúng một tên em. Bố mẹ nó cũng không có tên luôn. Thật đó? Facebook chỉ kết bạn một mình em. Thề. Chứ còn gì nữa. Thế mới là yêu, yêu thế chị thấy yên tâm không? Làm việc gì cũng yên tâm, không cần phải lo gì cả. Đây này, như thế này mới là chết này. Bảo sao suốt ngày cứ kẻ kẻ nó. Ừ, tao đây. Thôi, mày đi đi. Hôm nay tao không đi đâu. Hôm nay đến ăn cơm. Nói mãi Huy nó mới chịu ở nhà ấy. Điên à? Nó ở nhà tiếp rượu anh ấy chứ tao có biết uống đâu. Hả? Sao cơ? Chắc là mày nhìn nhầm. Có điên đứng mà trêu tao đấy nhá. Thật không? Không. Mà ở đâu? Cái quán cà phê đấy tao biết mà. Bọn tao vẫn hay ngồi mà. Tao bảo này, bây giờ nhá, mày cứ ở nguyên đấy. Tao ra luôn bây giờ nhá. Nhá. Ừ ok, cứ giúp tao cái nhá. Bye bye. Này, đi đâu ở kia? Ờ em bỏ ra. Nhưng mà chị bảo ở đây. Nó bảo, con Lan nó bảo là nó nhìn thì anh ấy đang ngồi với một con bé khác ở quán cà phê mà bọn chị hay ngồi. Chị phải đi ra đấy. Thì em biết tính của chị, ở chị rất hay nóng tính. Bộ dạ tao phải cho con kia. Thôi em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ chị mà lao ra đấy ngay ấy, chị nhảy vào làm ầm lên là hai người đấy đang ngồi với nhau, họ tách nhau ra thì chị không còn bằng chứng đâu. Họ sẽ bảo là đây là đồng nghiệp, đến lúc ấy chị làm gì? Thế bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ em sẽ vẫn đưa chị ra đấy. Cậu đi với chị gì? Phải làm cho ra nhẽ việc này, nhưng mà chị phải theo sự chỉ đạo của em. Rồi. Đấy là mình ra đó theo dõi đã. Rồi có một cái hành vi nào đó bắt đầu quá đáng chị mới được lao vào. Lúc đấy thì nó mới đúng được. Rồi. Đi cậu đi với chị. Mà phải bình tĩnh đấy. Đi. Đây đã bảo là chọn mặt gửi vàng mà. Từ bây giờ em đã bảo rồi, chị phải bình tĩnh. Chị phải theo sự chỉ đạo của em. Từ từ ạ. Có đúng kia không? Chứ chả đúng thì không ạ. Đúng cái áo này không? Chả đúng mà. Đúng cái đầu này không? Khổ quá một thằng. Từ từ đã. Nhưng mà đang ngồi bình thường như thế kia, chị lao vào người ta cãi được. Bây giờ phải ngồi để xem là có cái động thái gì nó quá lên thì mới lao vào được chứ. Theo dõi một tí nữa xem. Này! Cái gì đấy? Cô là ai? Em ạ. Em xin lỗi anh ạ. Em nhầm ạ. Đừng tin. Mất cả Hưng. Mất cả Hưng. Sao đây? Xấu hổ quá. Làm sao?
nhầm như làm sao. Thế mà cứ quăng cái lên, em đã bảo chị bao lần rồi, tôi hỏi có đúng không? Đúng đúng. Giống y hệt luôn, giống phải đến 99%. Được rồi, thế bây giờ em đây, anh đang ở cửa nhà em rồi à? Đấy. Vâng, em về ngay đây ạ. Cuống cà lẹt, từ để em kể cho người yêu em cái chuyện cười đó, đợi tí nhanh thôi. Anh đang gọi đây rồi. Cái gì vô duyên đấy? Anh họ của em gọi, để em tí nhá. Ôi, sao lại gọi giờ này không biết nữa. Alo. Ừ. Anh à. Ừ, em đang ở đâu đấy? Ôi giời ơi, em đang đi siêu thị đây này. Đông người thế em biết. Em đi siêu thị nào đấy? Thì cái siêu thị mà ở đằng trước cửa nó có nhiều cái... Này. Này, sao bảo là chọn mặt gửi vàng? Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang, con sông nhỏ trốn quê xưa em dò dò mong chờ. Là mẹ giận thích hả Bình? Mẹ hát hay quá, giọng ca của mẹ có thể nói là số 1 Việt Nam. Thế mà mẹ không đi thi cái chương trình thần tượng Bolero nhỉ mẹ nhỉ? Thôi, mẹ thi làm gì? Mẹ thi để thí sinh nó về hết à? Ê, từ từ. Cái gì đấy hả con? Sao đấy? Mẹ đứng sang đây. Sao? Sao mẹ lại đứng ở cái chỗ nắng như thế nhỉ? Mẹ phải biết da mẹ trắng như bạch tuyết thế này, mẹ không được để một cái tia nắng con nào nó làm ảnh hưởng đến làn da của mẹ. Mẹ biết không? Mẹ biết rồi. À mà thôi, đưa đây cho con. Công việc nặng nhọc là phải để cho con. Mẹ cứ cầm cái bình này đi, mẹ xịt này, tưới cây làm cái gì cho nó mệt ra. Để con. Bố nhà anh. Chỉ là cái nịnh mẹ là không ai bằng. Nịnh đâu mà nịnh. Con chỉ nói sự thật thôi. Này, dạ. Thế con muốn nghe mẹ nịnh lại không? Nịnh lại? Nào quay một vòng xem nào. Ấy, ui xôi ôi, chuẩn luôn. Con trai của mẹ mà đi thi cái cuộc thi á, next top mom. Mom gì nhỉ? Cái gì ạ? Đeo mo vào mặt đấy. À, không. Sao lại là neck top đeo mo vào mặt? Thế là cái gì? Nó là neck top mode. Neck top mode. Mode. À ừ. Đâu. Neck top mode. Vâng. À rồi, ui chỉ có gọi là nhất của nhất luôn. Đương nhiên. Là đỉnh của đỉnh luôn. Dĩ nhiên. Họ mời con đi thi mà con đi đấy. Ui mà không cần con ạ. Con trai mẹ bây giờ đẹp trai nhất xóm thì là mẹ hạnh diện lắm rồi nhờ. Em ơi, cái mặt giống mẹ thế. Đấy. Đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế? À, thằng lớp lợn ý mẹ. Nó đang mời con đi sinh nhật. Yeah. Hôm nay nhá, nó tổ chức to lắm mẹ ạ. Nghe bảo là nó mời tận mấy trăm người cơ mà. Như cái đám cưới. Ủa, sinh nhật mà tổ chức to như đám cưới mà. Vâng. Cho mẹ đi với nhá. Giời, mẹ này cứ thấy ăn ở đâu là mẹ xà vào. Bảo sao cả xóm này người ta bảo mẹ là người phụ nữ có bộ mặt ăn cỗ. Cái mồm đi chơi hơi xa rồi đấy nhỉ. Con đùa. Đùa gì mà mồm nhanh hơn não đấy. Ý con là mẹ đi ăn cỗ ít thôi. Bố ghen như thế rồi mà mẹ còn suốt ngày đi. Mẹ có biết không? Hôm trước nhá, mẹ vừa mới ra đầu ngõ đổ rác thôi, bố đã loạn nhà loạn cửa đi tìm rồi đấy. Tại vì là ông ấy ghen thì kệ ông ấy. Mẹ có biết vì sao bố ghen không? Vì sao? Vì mẹ đẹp chứ còn làm sao nữa. Này, đừng có nói đến những cái từ mà mẹ cảm thấy phấn khích như thế nhá. Con nói thật đấy. Thế con trai mẹ đi đâu đấy? Dạ. Đi tán gái à? Thì con vừa mới bảo xong con đi sinh nhật thằng lớp lợn. À. Nhưng mà từ đây mà ra cái chỗ sinh nhật thì nó cũng hơi Natasha. Ừ. Chả lẽ bây giờ con lại đi bộ à? À, ôi trời ơi. Góp đối thoại từ nãy đến giờ bây giờ mới lộ ra là cái ý định chính đúng không? Vâng. Là muốn mượn xe gì? Chỉ mẹ hiểu con thôi. Này. Dạ. Mượn xe thì cũng được. Nhưng mà mẹ nhắc nhá. Đi là phải cẩn thận đấy. Xước tí sờn về đây đủ có mà trách. Mẹ cứ yên tâm. Con là con của ai? Con của mẹ chứ còn con của ai? Vấn đề ở đây là con giống mẹ. Tức là gì? Tức là con ăn một cân sắt thì con ấy ra một yến đinh cơ mà. Bí mật nhá.
mẹ con mình biết với nhau thế thôi. Đừng có nói to mà hàng xóm nó biết được đấy, bảo mẹ con mình tính giống nhau, hiểu chưa? À, được rồi, để mẹ vào mẹ lấy chìa khóa cho nhá. Ê, tụi thôi, không phải vào. Con lấy sẵn rồi. Ô hay nhỉ? Cái thằng này, tao giấu kỹ thế mà mày vẫn tìm thấy à? Thì con là con của mẹ, thành ra tính cũng giống mẹ. Mũi thính lắm, mẹ giấu đâu mà chả biết. Ủa nhỉ? Ờ, thôi đi đi. Vâng. Này, nhưng mà nhớ nhá, biết tính mẹ rồi đấy nhá, đi là phải cẩn thận, rước tí sơn về đây là được. Mẹ cứ yên tâm, con nhá không những mang cái xe an toàn về cho mẹ mà còn mang về thêm cho mẹ một nàng dâu nữa. Sướng quá. Con đi mẹ nhá. Ừ, cứ đi đi. Này, đi cẩn thận đi nhá. Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Còn với chả cái, biết thế này không cho mượn xe nữa cho nó xong. Có cái xe một cái là đi chơi suốt cả đêm cái chơi này. Mà cái thằng, ôi trời ơi, giỏi ơi, đi đâu bây giờ mới về hả? Mày không biết là suốt đêm mày không ngủ được không? Hả? Có để mẹ sống được không? Hả? Mẹ ơi. Cái gì? Ôi trời ơi, con ơi. Ôi con làm sao đấy hả con? Đau quá. Hả? Thì cái xe đâu? Mẹ ơi, con không muốn sống nữa, để con nhảy xuống ao. Sao mà dại thế hả con? Ôi trời ơi, đang đẹp trai ngời ngời như thế này mà nhảy xuống ao có phải phí không hả? Con mẹ đang đẹp trai nhất xóm nhá, tự dưng nhảy xuống ao một cái người ta lại tưởng là mắc cái bệnh nani gì, vớ vẩn. Đang làm thế thì có việc gì kể cho mẹ nghe đi, kể đi. Mẹ ơi. Hả? Đêm hôm qua, lúc mà con uống rượu xong từ chỗ sinh nhật về đang chờ bạn gái. Đến cái đoạn cua gọn có tối. Tốt. Thì tự dưng có một thằng đồng chất nó lao ra. Đâu, nó dí ra vào cổ con. Anh tha cho em ạ. Đấy, con cũng nói y như mẹ đấy. Thế à? Thế là, à mà mẹ có biết thằng Tùng phê bạn con không? Biết. Đấy, đầu nó chọc mà nó to như thế cơ mà. Nó cướp xe của con à? Vâng ạ. Thằng Tùng phê á? Không phải Tùng phê. Một cái thằng đầu chọc to như thằng Tùng phê. Thế nên là con có làm gì nó đâu. Thế nên là con chỉ bảo vệ được bạn gái. Tức là con dâu tương lai của mẹ thôi. Còn cái xe thì sao? Mất rồi ạ, con nhảy xuống ao đây. Con ơi, khổ quá, con sao mà dại thế hả? Ôi, xe mất rồi thì thôi, không sao cả. Coi như là của đi tay người. Giữ được cái mạng là may rồi, nhá. Nhưng mà... Cái gì ạ? Mày dám, mày bình tĩnh. Bác làm cái gì, bác sồn sồn lên chứ. Bác xin lỗi, thằng này không giống thằng Tùng Phễu nhỉ con nhỉ? Thôi, bác xin lỗi, đau không? Quá đau đi. Ok, ok. Cho xin lỗi. Anh Quốc. Cái gì? Tại sao anh đi xe của em? Anh lấy xe của em à? Lại đến cái lượt mày nữa. Thế mày bị lú à? Thế hôm qua mày bảo tao là lúc mày uống rượu say ấy, mày dẫn người yêu mày ra, mày bảo anh ơi, anh cầm chìa khóa để tí nữa mai anh về anh đưa xe anh giao cho mẹ em. Thế mày lên taxi mày đi với cả bạn gái mày đi luôn. Thế mà mày bảo tao là ăn cắp xe của mày. Thế hôm qua là em gửi xe để nhờ anh mang về hộ à? Đúng rồi bố ạ. Em chạy quá không nhớ. Mà cái mặt mày kìa, sao kìa? Tím bầm tím dập kìa. À, chuyện nó là thế này. Sao? Tối hôm qua đèo bạn gái về bằng xe máy ấy. Thế là đi đến cái khúc cua có một thằng to béo đầu chọc nó nhảy ra, nó dí ra vào cổ. Đấy, thế là mất xe. Trời. Con ơi, mẹ bảo này, con nhảy xuống ao đi. Vâng ạ, để con vào thay quần bơi ạ. Thằng kia, con kia mày chết với bà nhá. Đây. Không được rồi cháu. Đây đây, chú cứ từ từ. Lên luôn, lên luôn này. Xong rồi đấy chú nhá. Nét thật đấy, ổn nhá. Ôi. Lần sau ấy, chú phải để ý một chút. Thật ra không phải là pin bị hỏng đâu. Mà do cái điều khiển này nó hết pin. Với lại cáp của chú nó bị lỏng. Cháu đã vặn cáp cho nó chặt vào rồi đấy chú ạ. Cháu bảo là cái điều khiển hết pin à? Vâng. Hết pin nhỉ? Hết thật à? Hết thật mà chú. À, thế được rồi, để mai chú ra chú bảo con gì vợ lớp nó bán hàng điện gia dụng này này. À. Chú vừa mới mua cách đây độ 4 hôm chứ mấy. Nó bảo là nhà nó có cái tổng kho điện gia dụng to lắm. Nó bảo cái pin này là pin ngoại nhập. Mà
bán người quen đảm bảo bảo hành bảo hiếp thế mà đã lại hết pin. Thế chú phải ra nói chuyện lại đi. À được rồi. Pin hết đấy chú ạ. Hết pin nữa là cháu bảo cái gì nhỉ? À, dây cáp nó bị lỏng. À. Đã vặn chặt rồi. À, vặn chặt rồi chú ạ. Ờ, cháu phải thông cảm là chú có tuổi rồi. Bê đi bê lại nó không tiện lắm cho nên là phải yêu cầu cháu đến luôn mà sửa ngay cho chú. Tối nay có trận đá bóng hay lắm. Đấy. Nói thật với chú ấy là cháu đi làm cả ngày mệt quá rồi. À. Nhưng mà thôi chú gọi chú cần quá thì cháu mới phải qua để giúp đấy. À, quan trọng là vợ chú lại thích xem cái phim cái giờ này. Đêm thì chú xem bóng đá. À, nhưng mà cháu ngày xưa học trường nào mà sửa giỏi đấy, chú cảm giác xem nó nét hơn đấy. Cháu học đại học lâm nghiệp chú ạ. Lâm nghiệp ạ? À? Đại học lâm nghiệp. Vâng. Chú tưởng là đại học lâm nghiệp thì nó là trồng rừng với trồng cây ăn quả chứ nó liên quan gì đến sửa tivi. Gen chú ạ. Gen ở đằng nhà nội của cháu. À. Đấy. Với cả là nghiệp nó chọn mình chứ mình có được chọn nghiệp đâu. Thôi tivi thì cũng sửa xong rồi. À. Đấy thì cháu xin phép chú là cháu đi về ạ. Ờ thế cháu về đi. Đấy. Cháu xin phép là cháu đi về ạ. Ờ về đi. Chú xem phim này không? Nhưng mà tiền sửa chữa của cháu ạ. Tiền sửa chữa gì? Tiền sửa chữa tivi ạ. Chú quên mất. Khổ, già rồi cứ lầm cầm. Không sao ạ. Bao tiền cháu nhỉ? 300 ạ. 300 ạ? Vâng. 300 là tất cả là công à? Thì tiền sửa tivi, tiền kiểm tra tivi rồi là bảo hành các chú. À, cả tiền thay pin luôn. Vâng. Thay pin nó đắt ghê nhỉ. Thế mai phải ra mắng cho con em một trận. Mua pin đều thì mới dùng 42 pin trong PC. Được rồi, không sao. Nhưng mà chú nghĩ là chỗ quen biết thì cháu sửa này thứ nhất là uy tín, thứ hai là có bảo hành đúng không? Vâng. Mà cái giá này là phải bảo hành trọn đời đấy nhỉ. Cháu bảo bao nhiêu nhỉ? 300. Chú tưởng 250. Phải 300. Hai, bốn, 5. Thiếu 5.000 hả chú? Ừ. Chú có 100.000 nhưng có tôi 50.000 kìa. Ồ, không ăn cho kém nhanh. Không sao chú ạ. Dấu hiệu tuổi tác ấy mà. Chú gửi nhá. Vâng, cháu xin. Cháu xin phép chú cháu về ạ. Cháu về. Vừa mới lấy 300.000 của mình xong được mấy tiếng đồng hồ mày không được lấy tiền tưởng lấy 300.000 của ông mà dễ à. Alo Quân à? Này chú Bảo này, cháu sửa thế nào mà để đến bây giờ tivi lại hỏng rồi cháu ạ? Cái gì? Chú nói cho cháu biết nhé. Này, cháu sửa tivi cho chú, cháu thay đôi pin, cháu bắt con ốc, thế mà cháu lấy 300.000. Đấy, thế mà bây giờ chưa dùng được tí nào, cháu về cái chú tắt ngay. Thế mà bây giờ mà bật lên thì lại không được. Hả? Này, cháu đi làm mệt cả ngày là chuyện mệt nhá. Nhưng mà cháu đã hứa với chú là chú cháu mình thống nhất rồi. Là gì? Sửa tivi bảo hành, khi nào chú cần là cháu phải sửa cho chú con gì nữa. Cháu đừng có làm thế nhá. Chú nói với cháu này dù sao thì cũng là làm trên xóm dưới cả nhá. Cháu sửa cái tivi quan trọng nhất là uy tín nhá. Cháu sửa làm sao để chú sau này chú còn quảng cáo cho cháu nhá. Thôi chú biết cháu sai nó sửa chú đi nhá. Đêm nào trận bóng mà chú không xem là không được đâu nhá. Còn chưa đây? Tưởng là lấy 300.000 tao dễ thế à? Vào đây. Ui dồi ôi. Cháu ạ chú đấy. Sáng cháu sửa tivi, tối cháu sửa tivi, nửa đêm đang ngủ chú dựng dậy bắt sửa tivi. Hay là thôi đây. Cháu trả lại chú tiền nhá. Này. Không. Cháu cất tiền đi. Đấy, cháu xem. Lại tối như hôm nút rồi. Mà trận đá bóng thì đến nơi rồi.
Thôi được rồi, chú đưa em cháu. Đấy, cháu xem đi. Sao? Không được đúng không? Đây thầy. Khổ quá. Cháu đã nói với chú rồi, đây là điều khiển tivi, đây là điều khiển đầu. Chú muốn xem được thì chú phải bật cả tivi, bật cả điều khiển đầu lên chứ. Cái đấy thì ai chả biết. Ôi, dùng cái tivi thông minh ý, thì mình cũng phải thông thái lên, chú hiểu không? Thôi, cháu xin phép chú nhá, cháu về đây. Mệt quá. Ông thì giỏi rồi, học đại học lâm nghiệp mà vẫn sửa tivi. Cái cho xin miếng đi. Miếng gì? Miếng gì nữa, miếng thơm như miếng gì. Điện thoại đúng lúc thế. Alo, anh đây. À, anh đang đưa mẹ đi có việc. Đấy, khổ quá. Anh đang đưa mẹ vào viện mà em cứ gọi nhiều làm ra mẹ đánh anh ở đây này. Thế nhá. Kìa mẹ. Kìa em, làm gì mà tự dưng cấu anh đau thế? Thế bây giờ anh định thế nào đây? Thì em phải thư thời gian cho anh chứ. Có phải bảo bỏ là bỏ được ngay đâu. Anh chỉ được chọn một trong hai thôi đấy. Anh biết rồi. Baby yên tâm nhá. Cho anh thêm một ít thời gian nữa thôi để anh sắp xếp nhá. Thôi, Honey về đi làm đi nhá. Muộn rồi đấy. Anh phải ở đây gặp đối tác, có việc quan trọng nhá. Được rồi. Yên tâm, anh sẽ thu xếp, anh sẽ dàn xếp cho em vụ này nhá. Đi. Nhá. Về đây. Ừ, về nhá. Hai chọn một à? Anh có tận 5 người thì biết chọn kiểu gì bây giờ? Này, 5 thì thôi chia cho tôi 1. Mỡ đấy mà húp. Tôi là tôi chỉ có cơi nới thôi, chứ không bao giờ là phá bỏ nhá. Cuộc đời đúng thật bất công. Thằng 5 hộp sữa, thằng không hậu hộp nào. Năm hộp sữa tôi phải đầu tư. Tôi phải dành thời gian vào nó chứ có phải tự dưng mà có 5 hộp sữa đâu. Đầu tư như nào? Đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc và đầu tư chất xám, hiểu chưa? Cụ thể cái quy trình ông đầu tư nào ông phổ biến cho tôi biết. Thôi, thế ông đã có người yêu chưa? Có người yêu tôi còn hỏi ông làm gì? Thế ông thích ai chưa? Rồi. Tấn công thôi chứ còn làm gì nữa? Thật ra là tôi trông hổ báo này thôi nhưng mà tôi không biết là tấn công như nào. Ngồi trước chị em phụ nữ là tôi hết sức bối rối. Nói thật không, lớp ngoại ngữ của tôi ấy mới xuất hiện một cái em gọi là không phải là xinh đẹp nữa mà là tiên giám trần. Tiên giám trần? Ừ, mà tôi đi học chỉ có tần ngần ngồi ngắm em. Thế bắt chuyện làm quen chưa? Ồ, quen em đã bấy nhiêu ngày mà vẫn chưa được nắm tay một lần. Thiếu biết đâu chứ. Vừa đần vừa đụt như ông thì bao giờ mới có người yêu. Nếu mà bây giờ không tấn công trực tiếp được thì chúng ta phải sử dụng biện pháp gián tiếp. Gián tiếp như nào? Có số điện thoại của em ấy chưa? Có rồi. Nhắn tin cho em ấy thôi. Nhưng mà tôi không biết nhắn như nào, khổ thế chứ. Mệt đồng quá nhỉ. Thôi rồi, đưa số điện thoại đây, tôi tán hộ cho. Số điện thoại của ai? Của nàng á? Ừ. Đơn giản đây này. Mà tôi thấy hình như là mọi người nói hình như là nàng có người yêu rồi. Càng tốt. Sao lại tốt là như nào? Ôi, đầu ông đúng là tóc còn không bọc nổi này. Nghe cho kỹ nhá. Nàng có người yêu rồi, chứng tỏ ông chỉ việc 1 chọi 1. Nhưng nếu nàng chưa có người yêu, ông phải là 1 chọi 100 hay là 1 chọi 1000 cơ. Thôi đưa số đây, lằng nhằng quá. Đây. Nhưng mà thôi. Bây giờ sao? Ông vừa mới nói với tôi là ông chỉ có cơi nới thôi, không phá bỏ. Bây giờ đưa số cho ông thì ông định lên 6, không phải 5 à? Cẩn thận thế. Thôi rồi. Thế này nhá. Ông cứ nhắn tin với nàng đi. Lúc nào mà bí quá thì gửi cái tin nhắn này sang cho tôi. Ừ. Như thế là tôi sẽ giúp ông chat chít với nàng. Một công đôi việc, ok. Sao hôm nay tự nhiên lại tốt bụng đột xuất thế? Giúp tôi vô tư thế à? Làm gì có chuyện vô tư thế.
Thế bây giờ như nào, ông ra giá luôn đi. À, xem nào. Thôi được rồi, nể tình chỗ anh em, tôi cũng không muốn làm khó ông. Ừ. Nếu mà tôi giúp ông tán đổ nàng thì ông phải mời tôi và cả nàng coi như là đi giới thiệu người yêu, ăn một bữa thật là hoành tráng, ông trả tiền. Còn nếu mà tôi không giúp ông tán đổ được nàng thì tôi lại mời ông đi ăn một bữa hoành tráng, tôi trả tiền. Ok. Yeah. Uống gì gọi đi. À mà thôi, em ơi. Ơi, uống tạm cốc này, cốc này mới đấy. Cốc mới, tôi vừa gọi, tôi vừa gặp đối tác xong thì uống đi. Em làm sao thế? Khổ quá. Anh là anh chỉ yêu mình em thôi mà. À, cái gì? Chia tay á? Ok em. Em ơi, em. Không vàng thế. Em đến lâu chưa? Em mới được tin mà anh nói anh chỉ yêu mình em. Sao lại tát anh? À, em phải bình tĩnh ngay giải thích đã chứ. Đúng đây không? À, em ơi, em. Này, đèn thế không biết. Honey đấy à? Anh biết ngay là em không thể quên được anh, không thể không yêu anh được đâu mà. Cho anh miếng nào, cho anh miếng đi. Ủa, cái gì đấy? Hami đây, Hami đây. Là lộ cửa, cứ đùa. Sao mà bực bội thế? Này, tức giận là kẻ thù rất đẹp. Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì đen thế. Tạch cả năm em rồi. Cả năm? Cả năm luôn. Thôi nhưng mà ông giỏi lắm, cực gì ông chẳng kiếm lại được. Hôm nay mặt mũi là một tí hơi tươi này. Thấy khác không? Thấy khác không? Khác, khác, khác. Nào, kể đi. Tán được chưa? Vừa mới nhận lời xong. Thế thôi chưa? Ui rồi, chúc mừng ông nhá. Nhưng mà ông của ai nhỉ? Của ông chứ của ai nữa. Biết đường nhà, biết như thế là tốt đấy. Này, tôi giới thiệu với ông nhá. Có một quán ba với cả tô hùm ngon cực. Lát lại anh em được ăn. Này, riêng ông nhá, bây giờ ông thích ăn gì tôi chiều ông cái đấy. Khá quá nhỉ. Được rồi, tôi sẽ mời ông cốc nước, uống gì cái gì? Cho ông cốc cà phê đi. Nàng đâu rồi? Nàng chuẩn bị đến rồi. À đấy, vừa nhắc xong. Có tiền rồi đấy. Tiền thế. Chuẩn. Alo. Em à. Ừ. Đấy, anh đang ở trong quán rồi. Em đến chưa? Ừ. Vào luôn đi nhá anh nhá. Ừ. Có vậy. Đến chưa? Ừ. Vậy lâu chưa? Anh chuẩn lúc rồi. Giới thiệu với em đây là con bạn rất thân của anh đấy. Tiên, hóa ra em chia tay anh cả để yêu cậu này à? Thế hóa ra cậu nhắn tin tán người yêu của cậu cho tôi à? Thế là thế nào hả Tiên? Còn như thế nào nữa? Em chỉ cần một tình yêu đích thực, một tình yêu chỉ cần duy nhất một mình em mà thôi. Nên là thôi, mình đi. Ok. Ngu, ngu, ngu hả? Nói bao lần không nghe cơ. Nhìn mặt mũi xinh xắn đến nỗi nào đâu mà yêu toàn mấy cái thằng vớ vẩn thôi. Cái ngữ em ấy, hô hậu như này nhá, là phải yêu mấy thằng bốn bánh. Đi ăn thì phải ăn nhà hàng nhá, thế mới được chứ. Mà em yêu anh ý. Yêu cái gì, tiếc tiền đúng không? Bảo làm cái lễ. Bảo làm cái lễ cắt tiền duyên thì không nghe. Chê đắt, chỏng đeo. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Mà thôi. Này, nói thế thôi chị thương lắm. Chị đã nói với em bao lần rồi. Con mụ mai ấy, nhìn môi đồng bóng như thôi nhưng mà ôi dồi cao tay lắm. Đến nhà mụ một cái nhá, thì mai cũng như một bước lên hương ngay. Cái lỗi em đi, đi đi. Dạ, thế em xin phép ạ. Này, sau này có lộc có lá nhớ chị nhá. Dạ. Ừ, đi nhá. Đến luôn đi nhá. Vâng. Này, trời ơi, cá cặt câu rồi, nớp vào mồi rồi. Từ giờ đến chiều nay kiểu gì nó sang nhà bà ấy nhá. Tôi nói trước này, lễ lạc nào là phải chích cho người 20% này nhá. Không đùa đâu đấy. Thế nhá. Ôi trời. Số ai đấy? Nghe được hết rồi đấy. Tao số ai? Cho em đi trả đá đi. Làm gì mà tự dưng từ bụi rậm chui ra thế?
Này chán lắm đây. Sao mà chán? Chắc lại cưa cẩm con nào đó không đồng ý đấy. Cưa cẩm cái gì? Em đang khổ tâm ý. Chị khổ tâm thế nào mà khổ tâm? Chị nhìn mặt chú rồi chị phách vị ra ngay. Bởi vì chị là da cắt chè mà. Chị nhìn là chị biết là chú thất tình rồi. Chú này coi như là đang tán với con hương voi mà không đổ đúng không? Nó không thích cái gì. Thôi. Xin chị. Thế như nào? Tán tỉnh cái gì? Em đang buồn chuyện gia đình đấy. Ôi trời ơi, thế là nhà chú có cái chuyện tăng ra bối rối à? Chị xin chia buồn với chú nhá. Phủi phủi cái buồn chị. Buồn với chơi xa đấy. Ai tăng ra bối rối? Thế không phải à? Này, chị nói thật với chú nhá. Chú là đẹp trai nhất cái khu này rồi. Không việc gì mà phải có như là điên về tình cảm. Chú chỉ việc đi nhá. Chú hít sáo một cái thôi. Nháy mắt thì đá lông nheo cái là gái nó bú vào chú rồi. Em toàn đi vừa đi vừa hít sáo, toàn chó chạy ra thôi, chả thấy em nào cả. Thế thì vô duyên rồi. Thế thì lại phải làm cái lễ rồi. Lễ làm cái gì? Đến nhà con Mụ Mai. Con Mụ Mai làm cái lễ cho hay lắm. Nó làm cái Mai có người yêu ngay. Nhá. Nhưng mà em không làm cái lễ về tình yêu. Khổ quá. Em bảo em buồn chuyện gia đình là chuyện gia đình em thật. Chị biết không? Bố em ý, một tuần nay rồi chả nói chuyện gì với em cả. Em buồn quá. Này, sáng thì ra đây đùa. Chú với lại bố của chú thì chả khắc khẩu với nhau. Ngồi với nhau 5 phút thì chả để cãi nhau chém chả. Cái mày buồn. Thôi, có chuyện gì nói tuyệt ra để xem coi như ra cắt chè. Có tư vấn cho không nào? Chuyện là em đang muốn mua một con xe mới. Nhưng mà thiếu tiền gì? Muốn mua con xe bao nhiêu? Có 42 triệu chứ mấy. 42 triệu à? Thế bây giờ chú có bao nhiêu? 20 à? Thì khá quá. Có một nửa rồi. Chốt. Chị cho vụ này. Chị đã cho chú vay một nửa. Chị lấy lãi rất rẻ rồi. Nhá. Nếu mà có 20 triệu ấy, em đã ra hàng cà phê em ngồi rồi. Việc gì phải ra ngồi trà đá. Có 200 nghìn thôi. Còn lại bố. Bố mua con xe rồi hơn 40 triệu bảo bố có 200 nghìn. Bố để bố mua cái gì? Thì thế. Thế nên người ta mới sầu đây. À đúng rồi. Ui. Chị rẻ. Ôi, da cắt chè của đời em. Da cắt chè có cái kế gì hay hay không nhỉ? Chia sẻ cho em tí đi. Từ từ. Nghĩa. Ra rồi. Ra rồi. Ra gì đấy? Sai ý tưởng. Dạ. Về lọc ngay nhá. Em sẽ về làm thử. Mà được lọc nhớ chia chị phần trăm ấy nhá. Chị ghi yên tâm. Trả đá ghi vào sổ cho em nhá. Cuối tháng trả. Này. Nam giá đỗ. Nợ 3 lít. Lớp lợt 5 lít. Bọn này làm gì có đến giả tiền mình đi nhỉ. Ôi. Ôi trời ơi, khá quá. Này, sắm xe mới rồi đúng không? Có xe đẹp đi nhá. Mà không giữ lời hứa với chị gì nhá. Mà chị có xin nhiều đâu. Xin có một tí lộc thôi mà kẹt xỉ. Này, thanh toán. Tiện năng có tiền thanh toán ngay nhá. Đúng đây, rồi. Chờ. Hôm nay em ra đây là cũng định tính sổ với chị đây. Tính sổ à? Ừ. Chị tính rồi, chú không cần phải tính. Chị tính sẵn đây rồi. Của chú nhá. Từ đầu tháng đến giờ 2,5 lít. Chị cộng nhẹ nhàng thôi. Là coi như là tư vấn chất xám mà ra cắt chè đấy. Lấy rẻ một củ. Chị xin một củ. Một củ à? Ừ. Đây là có cái củ từ này, chị có lấy thì lấy nhá. Nhớ mà. Nhớ với người ta ế lâu ngày cứ từ tủ nghe. Thế em gọi là ra cắt chè. Làm người ta ăn cháo thế này. Cháo này cháo thế nào? Làm sao? Có làm đúng những gì chị nói không? Có. Rõ ràng là em về em xem clip đấy rồi. Và em làm đúng những gì clip nó làm. Thế nhưng mà có đúng cái clip xả xịt chết không? Đúng. Cái đúng cái clip mà giờ cảm động đấy không? Đúng rồi. Đây nhảy nhá. Em kể cho chị này. Đúng lúc là bố em chuẩn bị đi làm. Em mới lao ra em chặn cửa. Em mới hỏi bố em một câu rằng. Hỏi gì? Bố. Bố ơi. Một ngày làm việc của bố kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Ui đúng quá. Vào. Bố em lạnh lùng trả lời. Có việc gì? Là đi xin tiền đúng không? Học thì không lo học, suốt ngày lêu lỏng. Có thích tôi cắt tiền trợ cấp hay không? Ôi nhìn này, ông bố cứng quá nhỉ? Cứng chứ. Cứng quá. Em cũng cứng không kém. Em vẫn cứ gặng hỏi. Hỏi gì? Bố cứ trả lời đi.
Bố nói đi. Một ngày làm việc của bố kiếm được bao nhiêu tiền? Con sẽ rút hết số tiền tiết kiệm của con để mua một ngày làm việc của bố. Để bố ở bên cạnh con. Ôi giời ơi, khá quá. Đây, trong cái ông ấy trả lời thế nào? Cảm động như thế. Bố em vẫn rất lạnh lùng. Thôi, không phải diễn. Cái clip đấy là công ty bố sản xuất nhá. Bố là người viết kịch bản đấy nhá. Đừng diễn với bố, không lừa bố đâu. Hiểu không? Phạt, phạt mày tháng này không có tiền trợ cấp. Này chị phải tâm sự thật với chú nhá. Cái chương trình xả chị chết ấy, không những là chị ngồi đi chị ra cắt chè, nhưng mà chị bám chặt đá chị thích nhá. Mà đến ông bố em còn thích thì nói chung chương trình hay, quá nhiều người thích luôn. Đúng rồi. Chương trình rất hay. Rất nhiều người thích. Nhiều người thích. Chị thích. Bố em thích. Nhưng em không thích. Tháng này em phải ăn cháo. Vì thế cái khoản nợ này em tuyên bố đừng. Đừng. Úi dồi ôi, thằng mất dậy, thằng khốn nạn nhá. Từ sáng tới giờ bà chưa mở hàng đây, mày vào mày bồm ngã, dồi ôi. Đời em nó khổ thế đấy. Thì giờ suốt ngày em đi, em ra cắt chè cho mọi người. Thế bây giờ, ai ra cắt chè cho đời em? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.